Rồi em xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại nhà em đang có nhiều dòng dầu gội nè, sữa tắm nè cô chú anh chị nha. Đến từ các nói chung là dầu, những dòng này của Thái nhưng mà nó sẽ có những cái công nghệ là của Pháp, của Mexico và có cả của hàng Thái luôn nè cô chú anh chị nha. Ví dụ đây em sẽ lên từng mẫu mã xà bông gội đầu và kèm theo sữa tắm cho cô chú anh chị mình ha. Đây, bên em đang đầu tiên thì em sẽ lên một cái chai thảo bồng cầu của hàng Hàn Quốc đi cô chú anh chị. Một cái cục thảo bồng cầu này á cô chú anh chị có thể là xả lên đến 2.000 lần nước nha cô chú anh chị ơi. Mình xài là cực kỳ thơm luôn, tại này là mùi của hoa hồng á cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị lên giùm em là 45.000 một cục nha. Thảo bồng cầu của Hàn Quốc luôn, xài cực kỳ thơm và cực kỳ mát luôn cô chú anh chị nha. Rồi, bên em thì đang có cái dòng mà xà bông này là của cái này bên em đang có hai loại, một cái gọi là 5-trong-1 của chú anh chị của Mexico và một cái loại là 24 giờ. Cái này là dòng sữa tắm nè, cái chai này là sữa tắm nè, xài cho body nha cô chú anh chị ơi, và một cái chai nữa là vừa gọi vừa tắm luôn. Đây, cái này em đang có hai loại, một chai là 5-in-1 có thể là rửa mặt được, xài cho body được và lưu giữ hương lên đến là 24 tiếng luôn nha cô chú anh chị ơi. Cái này khi mình xài á, mình có thể là xài cho rửa ngửa mặt nè, xài cho thay cho sữa tắm và cả thay cho dầu thơm luôn, cực kỳ êm luôn cô chú anh chị. Dòng này là của Mexico giùm em nha. Mexico một chai thì 150.000. 150.000 gì? 150.000 giùm em luôn cô chú anh chị nha. Ta để ta tập trung bán hàng coi. Đây cô chú anh chị nha, xe Mexico giùm em. Cái này là cái chai sữa tắm nha, lưu hương 24 tiếng thay cho kiểu như là mình xài cái này không cần xài dầu thơm luôn cô chú anh chị. Vẫn thơm mát dịu nhẹ nha cô chú anh chị ơi. Cái này là xài chiên cho bạc hà nè. Cái này là dòng của Mexico, một chai 150 cô chú anh chị, mà mua một cặp này là 300. Một cặp này thì dung tích của nó là hơn hơn 1 lít lận nha. Cặp này là xài hơn 1 lít lận, chai gọi chai tắm cô chú anh chị. Còn này là bên em đang có dòng Clement của chú anh chị nha. Clement thì một chai của chú anh chị, một chai Clement thì bên em đang bán 130 nha. Chai này thì chiên gọi cho chiên xài cho nam nè, gọi cho nam nha của chú anh chị nha. Dòng bạc hà the có đá. Còn của chú anh chị mà muốn xài cho cả nam là nữ của chú anh chị lấy loại này đi, loại màu trắng là nó là dòng chanh nha, chanh chiết xuất chanh và lá bạc hà luôn của chú anh chị, gọi cho cả nam lẫn nữ luôn nha của chú anh chị ơi. Những cái hàng này là em bao cho của chú anh chị hàng chuẩn Thái luôn, nhận hàng được kiểm tra hàng luôn rồi cô chú anh chị ơi. Rồi cái này là 130 một chai, có chai trắng và chai xanh. Của chú anh chị nào xài cho nam không thì mình lấy chai xanh, của chú anh chị nào vừa xài cho nam cả nữ thì lấy giùm em chai trắng ha. Một chai là 130.000. Còn nếu mà mình chỉ muốn xài mà chuyên về trị rầu, sạch rầu của chú anh chị nha, thì lấy giùm em chai Head in Shoulder này đi cô chú anh chị. Làm cho tóc mình mềm mượt nè, không bị khô, không bị cứng của chú anh chị nha, không bị chẻ ngọn nè. Mà xài thì càng nuôi dưỡng tóc mình chắc khỏe hơn thì xài giùm em dòng Head in Shoulder này cô chú anh chị nha. Một chai là 200k luôn cô chú anh chị ơi. 200k bao cho cô chú anh chị, hàng chính hãng luôn nha cô chú anh chị, hàng chính hãng của Thái Lan luôn. Rồi 200.000 một chai, dung tích của nó là 720ml của chú anh chị, có mã QR và mã quét gạch cho cô chú anh chị luôn nha. Còn bên em thì nói chung là nam rất là nhiều loại xà bông. Cái này là xà bông HC của nam. Cái chai này là dung tích của nó là 1000ml, tương đương với 1kg của chú anh chị nha. Thì chỉ có là 170.000 một chai thôi cô chú anh chị, 170 tương đương với một chai 1kg luôn. Xài là hơi bị im luôn cô chú anh chị nha, hơi bị đỉnh luôn. Cô chú anh chị nào chốt xà bông này thì lên giùm em xà bông này nha. 170 HC là 170. Còn cái này là bàn chải nha, bàn chải trà giò của Thái Lan của chú anh chị, trà giò trà chân của Thái Lan. Một cái bàn chải như thế này bên em đang bán cho cô chú anh chị là 30.000 một cái nha cô chú anh chị nha. Trà chân rất là êm luôn. Đây, ai xài cũng khen nha. Bàn này bàn chải gỗ 30.000 một cái nè. Hay à. Rồi, bên em có bán xịt chuột nha. Xịt chuột là xịt cho mấy con chuột mà nó không có lợi gần đó cô chú anh chị, chứ không phải diệt chuột nha. Cái này là chỉ là hình thức là mình xịt cho mấy con chuột nó đừng có lợi gần cái nhà của mình đó cô chú anh chị. Kiểu như nhà mình có chuột nhiều, gian bếp đồ, những cái ngóc ngách như quần áo tủ đồ mình sợ nó cắn thì mình mua chai xịt chuột và mình xịt vô những cái góc đó là đuổi chuột đi nha, không có làm chết chuột nha cô chú anh chị ơi. Một chai 75.000 giùm em nha. Bây giờ cô chú anh chị mà mua ba chai combo ba chai như thế này thì
bên em sẽ bán cho cô chú anh chị là 220.000 ba chai nha. Đây, ba chai xịt chuột là 220 một chai, là 75.000 một chai luôn cô chú anh chị. Còn đây là em đang có một cái bình giữ nhiệt của dòng Rusi của Nhật, Rusi Ruhi của Nhật nè cô chú anh chị nha. Cái chai này thì nó có thể là đây, nó rất là mới lên đến là 95% của chú anh chị. Chai này em đang bán sale cho cô chú anh chị còn 180, của chú anh chị nào chốt 180 lên giùm em. Cái này có một chai một nha cô chú anh chị nha, 180. Còn nói về phần mà cô chú anh chị nào mình đang gặp vấn đề về là bị đen da, thâm nè, nám nè, bị tàn nhang, đòi mòi đồ, cô chú anh chị mua giùm em một cái hũ kem sâm như thế này nè cô chú anh chị. Chè kem sâm này là chiết xuất từ cái củ sâm á cô chú anh chị nha. Củ sâm nó có tinh chất là collagen này kia nè cô chú anh chị nha, giúp mình là nuôi dưỡng da của chú anh chị, làm cho làn da mình trở nên trắng hồng hào hơn nè cô chú anh chị nha. Một hũ như thế này, hàng này là hàng của Thái Lan cô chú anh chị, bao chuẩn hàng Thái cho cô chú anh chị luôn. Một hũ thì chỉ có là 150.000 một hũ thôi cô chú anh chị nha, xài là cực kỳ tốt luôn cô chú anh chị. Đây một hũ rất là êm luôn cô chú anh chị nha, xài cũng khá là lâu. Cái này là chiết xuất tinh chất là của sâm tươi không mà cô chú anh chị à, xài bao im luôn. Ai mà cái này tuổi là độ tuổi của trung niên của cô chú anh chị, dao động là từ 30 mấy đến 50 mấy đồ của chú anh chị, 60 đồ của chú anh chị cũng có thể là xài hũ này ha. Cái này xài cực kỳ im nè, cái này nuôi làn da chống lão hóa nha. Một hũ 150 giùm em. Còn nếu mà cô chú anh chị đang có về con cháu mình đang gặp vấn đề gì mụn á cô chú anh chị nha, mụn mà mình trị hoài không hết mà bị để thâm da, đen da luôn, thì cô chú anh chị mua giùm em cái combo này. Cái combo này rất là thần thánh nha, em bán lâu đời rồi cô chú anh chị ơi. Combo này là một cái combo là kem nghệ trị thâm nha cô chú anh chị nha. Cái này xài cực kỳ êm luôn. Cái này khi mà cô chú anh chị một chai serum và một kem nghệ combo thì là 240, một chai là một chai kem này, chai trị thâm này thì là serum này là 120, hũ kem nghệ là 120. Cô chú anh chị trộn hai tinh chất này lại với nhau, cô chú anh chị thoa lên, cô chú anh chị mà xài thấy hiệu quả rõ rệt nhất luôn là ví dụ như bữa nay mình đang bị mụn viêm đúng không, mụn thâm đúng không, thì cô chú anh chị sức đi buổi chắc tối sức buổi sáng lại là sẽ thấy cái hiệu quả nhân hai rồi cô chú anh chị, thật sự hiệu quả rất là tốt nha. Cái này là một cặp này là 240 giùm em, một cái là 120. Này là xài một hết một cái combo như thế này là giảm mụn rất là nhiều rồi cô chú anh chị nha, giảm cho mụn mình rất là nhiều luôn rồi. Đây hai món này trộn lại giùm em, nhà có con cháu đang bị mụn phim này kia mà chị kiểu như mình chị da liễu và không hết, mua combo này giùm em ha. Rồi còn cô chú anh chị nào mình đang là một cái mình đang xài á, kiểu như mình xài mà muốn nuôi dưỡng tóc mà cái kiểu như đầu tóc của mình đang bị rụng nhiều nè cô chú anh chị, mua giùm em dầu lau, cái dòng này Laurel của Pháp nha, công nghệ của Pháp luôn cô chú anh chị, nhưng mà được nhập từ Thái Lan về, có mã QR, mã test, mã vạch luôn cô chú anh chị, là xài cực kỳ êm nha. Chai này thì giúp cho mình là ngăn ngừa tóc, phục hồi tóc và chống tóc gãy rụng nha. Có ai mà đang tình trạng mà kiểu như là mình chưa có kiểu như già lắm nhưng mà máu của mình làm cho tóc của mình nó bị trắng, cái chân bạc chân á, chú anh chị có thể mua cái dòng này gọi được nè. Dòng này sẽ giúp tóc chắc khỏe và nuôi dưỡng, tại nó trong đây nó sẽ có tinh chất của bột kết, nó làm tóc đen nha cô chú anh chị nha, mềm mượt ống ánh giùm em. Một chai thì chỉ có 150.000 thôi chú anh chị nha. Hàng này tất cả những cái mặt hàng em đang lên là toàn hoàn toàn là mặt hàng Thái luôn cô chú anh chị nha, mặt hàng Thái giùm em. Rồi em sẽ lên cho cô chú anh chị tiếp tục là một cái chai. Chai này là bình giữ nhiệt lạnh của hàng nội địa nha cô chú anh chị ơi. Dòng này của Bao giùm em. Cái này là dung tích là 1,5 lít nước của chú anh chị nha, 1,5 lít nước giùm em. Cái này là uống cực kỳ lâu. Cái này là cô chú anh chị có thể là để trên xe mình đi làm đồ này kia là mình uống là nguyên một ngày luôn nha. Dòng Bao giùm em 1.500ml nha cô chú anh chị, dung tích 1.500ml, một cái chai màu vàng như thế này, giá là 250.000 một chai. Bên em đang có hai màu cho cô chú anh chị dễ lựa chọn luôn, là một màu xanh và một màu vàng cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị nha. Màu xanh và màu vàng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mua cái màu nào thì cô chú anh chị gọi giùm em số like màu nấy nha cô chú anh chị ơi. Còn đây là dòng sữa tắm nha, sữa tắm cô gái nha cô chú anh chị nha, sữa tắm cô gái. Đây
Care Corel, dòng Care của cô gái là nhân hên 2X. Cái này là dung tích của nó là 1200ml của chú anh chị, 1200ml tương đương với 1,2 kg thì chỉ có 170.000 thôi. Thường thường cô chú anh chị nói mà đi qua, thường thường qua chợ Tịnh Biên nếu mua xà bông sữa tắm thì cô chú anh chị cứ việc là tin tưởng vào shop em mua đi. Em bao chuẩn hàng Thái luôn, dòng Care cô gái này là ở bên Thái là thường thường người ta rất là chuộng của chú anh chị. Tại nó thơm lắm, một mùi thơm rất là dịu và nhẹ luôn nha cô chú anh chị ơi. 170 giùm em một chai nè. Còn này là một cái cà men. Thường thường bên em thì kêu là cà men giỡn cơm đi làm. Còn ở bên nhà cô chú anh chị có thể là khu vực miền Bắc thì người ta kêu là cặp lồng ha. Cái này là bên em đang bán cho cô chú anh chị là 400.000 một cái nha. Cái này là dòng inox nóc SOS 304 nha cô chú anh chị nha. Cái này là một bên là đựng canh, một bên có thể là đựng thịt kho hoặc là nước mắm cô chú anh chị, đồ xào này kia nè. Rồi bên trong là cô chú anh chị cũng có thể dở cơm đi làm nha cô chú anh chị. Giữ nhiệt lên đến là 12 tiếng nha. Giữ cơm nóng lên đến 12 tiếng giùm em. Cái này là 400.000 một cái comment nha cô chú anh chị. Có chốt cái gì cô chú anh chị cứ nói tên sản phẩm thôi là bên em sẽ tự động chốt hàng cho cô chú anh chị nha. 400.000. 400.000 giùm em luôn cô chú anh chị nha. Cái gì? Hai bàn chải gỗ. Đây cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị, bữa nay là em sẽ up video nguội đồ Thái cho cô chú anh chị mình mà chốt đơn. Cô chú anh chị mà có chốt đơn đồ Thái cô chú anh chị gọi lại giùm em số hotline nha. 0773737982. Còn đây, cô chú anh chị nào muốn mua một cái bình thủy nhỏ để dành ở nhà của chú anh chị mà kiểu như mình có đi chơi hoặc là mình ủ cháo này kia nè, hoặc là mình để trong phòng mình uống ít thôi, nhà mình ít người thì mình xài ít nè cô chú anh chị nha. Mua giùm em cái bình thủy này đi. Cái này là dung tích của nó là cái nè, phía dưới nè. Cái này em độ là dung tích nó tầm là 1 lít, dung tích 1 lít cô chú anh chị nha. Là để cho cô chú anh chị để theo đi làm hoặc là đi đâu đó có thể máng theo nè, hoặc là để trong phòng ban đêm mình uống nước đồ này kia, nước nóng là được nha cô chú anh chị ơi. Bình này nhiêu? 250 nha. Một cái bình thủy nhỏ màu cam 250 cô chú anh chị. Em có 3 màu, em đang có 3 màu, một màu trắng, một màu cam. Đây, màu này là màu trắng nha, màu này là màu hồng nữa nè cô chú anh chị. Có cả màu đen nữa, 4 màu lận cô chú anh chị. Để em chắc 4 màu lên cho cô chú anh chị mình xem nha. 4 màu trắng đen. Đây, một bình là 250 nha cô chú anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Một bình 250 giùm em. Cái này là dòng đây dòng bình thủy giữ nhiệt nhỏ nha. Cái này là tầm 1 lít nè cô chú anh chị. Xài cực kỳ êm, giữ nóng cực kỳ lâu luôn cô chú anh chị nha. Và ai chốt bình này 250 cô chú anh chị chốt giùm em là bình thủy 250 mà cô chú anh chị kèm màu giùm em ha. Có màu đen nè, màu hồng, màu trắng và màu cam nha cô chú anh chị ơi. 4 màu nha. 4 màu, chỉ cần cô chú anh chị nói màu và kèm theo là bình thủy á, bình thủy giữ nóng 250 là bên em sẽ lên cho cô chú anh chị à. À, có cả màu xanh nữa nè cô chú anh chị. Màu xanh này chắc tầm là 700-800ml. Rồi ok cô chú anh chị ơi, bên trên thì em đang có những cái kem đánh răng nha. Kem đánh răng của Thái Lan và dầu con cọp của Thái nha. Kem đánh răng của Thái Lan là dòng này là dòng ông già nè cô chú anh chị nha. Dòng Dailin của ông già là 50.000 một thỏi cô chú anh chị, 50.000 giùm em nha. Cái này là đánh là chị ê bút găng này kia nè cô chú anh chị, ngăn ngừa chắc găng khử khuẩn nè cô chú anh chị nha. Còn này là con rát cũng là của Thái luôn, cũng là tinh chất muối nè, bạc hà nè cô chú anh chị nha. Tinh chất muối bạc hà. Còn cái này là dòng kem đánh răng nhiệt miệng bên em là 70.000 một tiếp của chú anh chị nha. Cái này là mình trị cho sâu răng nè của chú anh chị, trị sâu răng, trị viêm nú răng nè của chú anh chị nha. Và trị cả nhiệt miệng luôn, là khi cô chú anh chị nổi đạn này kia là đánh cái này là hết nè của chú anh chị nha. 75.000 một tiếp giùm em cô chú anh chị, 75.000 một chai nha. Bên em đang bán dòng này rất là được luôn. Còn đây là dầu cù là ông cọp nè của chú anh chị, dầu cù là ông cọp nha. Cọp gấu nè cô chú anh chị, rất là đẹp, rất là êm luôn. Đây, dòng này là một cái hộp như thế này là 60.000. Còn cô chú anh chị muốn mua dầu gấu là cái này là trà trên lưng rồi, rất là nóng, rất là êm, rất là thoải mái nha. Đây, cái này là cọp 50, cái gì gấu 50 nha cô chú anh chị nha. Rồi cô chú anh chị có chốt đơn cô chú anh chị gọi giùm em số like nha cô chú anh chị ơi.